xin giới thiệu các bạn trận đấu sắp diễn ra là kèo hẹn gặp gỡ giữa Đồng Tháp và Hậu Giang. Bên Hậu Giang, Hensi và Triệu Phú ghi pháo sân dài 12m. Bên Đồng Tháp chỉ một mình Thông Tâm Nông ghi pháo sân 6m dưới của sân dài 12m. Ở bên kia là Hensi và Triệu Phú đang khởi động. Đây là Phong Tâm Nông, đây quần đen, nón đen ở trận Phong Tâm Nông. Đây là kèo mà Phong Tâm Nông thách đấu lần thứ nhất đó, thì Phong Tâm Nông đã bại trước Hensi và Triệu Phú, hôm nay thách đấu lại. Sân bóng chuyền của tình đẹp trai, ngay cái bảng cổng chào vườn quốc gia Tràm Chim, huyện Tâm Nông, tỉnh Đồng Tháp. Quanh cặp luôn hả? Cái nào cũng cái đó luôn bà. Trận đấu thứ nhất này thì Thông đánh sân 6m dưới của sân dài 12m. Và set thứ hai thì Thông sẽ đánh sân 10m trên. Bên kia Phú và Hensi cũng đánh chi pháo sân dài 12m. Điểm 0-0. Vô. Vô. Và chỉ bóng khéo léo và có phần may mắn của Thông. Điểm Đồng Tháp 1-0. Vô anh. Vô. Ai canh liên đó chảnh kỹ kỹ á. Vô anh. Vô anh quýnh đi. Vô. Vô ngoài. Quá vô thiếu cái gì mà thiếu. Vô vô. Bóng ngoài, điểm cho Thông 2-0. Bình đó nó dùng 50-50 mà. 50 cái lậu, cái lậu. Đưa 6 cho mày, đưa 6 coi. Thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. 5 gói à. Người trận đấu đang tạm dừng giải lao hội ý và vô nước. Tiếp tục là hành trình đấu ngoài, điểm cho Thông 3-0.
3-0. Hay quá. Hay xíu nữa. Vô anh. Bóng nước ngoài. Cái tay nó đưa ra ngoài luôn á. Chúng ta vui mà nó quen miệng. Xét đấu tiếp tục, điểm cho Hành Si 1-3. Không có chạy vườn hay quá ha. Đủ cái đầu gước của nó hay thiệt ngoài ơi. Nó gướng gặp mình là mình té duỗi đầu đó, nhưng mà nó gướng nó gượng lên được. Điểm cho Thông 4-1. Lúc của mình nó nằm muốn sát đất luôn. Còn gì đánh mờ, đánh chắc 10 điểm quá. 4-1 mà chưa đó bên nè. Hay quá, cực kỳ hay quá ha. Tiếp tục 5-6 cho Thông 5-1, hai bên đổi sân. Trên cái lúc này là điểm 5-1 cho Thông, hai bên đổi sân. Mà nó cầm ngoại, cũng tay cầm ngoại luôn. Bốn ngoài tiếp tục 5-6 giao thông 6-1. Bóng tốt, hòa trả bóng ngay lên của Thông. Điểm cho Thông 7-1. Thông nói kìa. Tiếp tục nâng số cho Thông 8-1. Điểm nhanh chi 28. Chấp
tiếp tục nâng số giao thông 92 điểm cuối. Rồi kết thúc trận đấu, Thông Tam Đông đã giành chiến thắng trước Hennessy và Triệu Phú.